Tập 10. Cô nương, cô vẫn ổn chứ? Cô nương, cô vẫn ổn chứ? Tam tiểu thư, cô biết ta là ai sao? Ta là Bán Hạ, là tỳ nữ thân cận của hoàng hậu nương nương. Tiểu thư không nhớ ta hay sao? Ngươi là tỳ nữ của tỷ tỷ hả? Trước đây ta bị mất trí nhớ nên có nhiều chuyện không nhớ nữa. Cứ tưởng sự thật gì việc nương nương ngã bệnh, không có ai đáng tin cậy để nói nữa chứ. Nào ngờ trời cao có mắt đã để ta gặp được tam tiểu thư. Tam tiểu thư, những chuyện sau đây cô nhất định phải nghe cho kỹ nhé. Có điều tra được nương nương bị ai hãm hại đều trông cậy cả vào đây. Ngươi biết hung thủ mưu hại tỷ tỷ ta là ai sao? Trong lòng của đô tỳ đúng là có nghi ngờ, nhưng mà không dám xác nhận. Nhưng ta biết chứng cứ quan trọng nằm ở đâu. Bả thuốc của chén thuốc an thai đó. Hóa ra bả thuốc đó đang ở chỗ của cô. Vậy tại sao cô không báo chuyện đó lên cho hoàng thượng? Khoảng thời gian đó, hoàng thượng và đương đương đang xa cách lẫn nhau. Hơn nữa, ngày mà đương đương ngã bệnh, có người muốn hại bổn cung. Có người muốn hại bổn cung. Đương đương, người đang nói gì vậy? Ai lại muốn hại người? Sao có thể như vậy được? Đâu thì đỡ người lên giường đã nha. Không còn thời gian nữa. Người quên là bổn cung biết y thuật sao? Ta cảm nhận được là ta không thể giữ đứa bé này nữa. Mỗi một lời ta sắp nói sau đây ngươi phải nghe cho kỹ. Bán Hạ, người mau đem giấu bả thuốc đó đi. Bả thuốc ăn thai đó có vấn đề. Ba phi tần đến đây ngày hôm nay đều có khả năng là hung thủ hãm hại ta. Còn về hoàng thượng, ta không dám chắc. Tóm lại là ngay cả hoàng thượng ngươi cũng không được phép dễ dàng tin tưởng. Đô tỳ đã rõ rồi. Mau đi đi, đi mau. Đô tỳ đã rõ rồi. Đô tỳ đi ngay. Đô tỳ đi ngay đây. Vậy có nghĩa là cho đến những giây phút cuối cùng, tỷ tỷ vẫn luôn nghi ngờ hoàng thượng. Lý Quý Nhân chẳng qua chỉ là quân tốt thí. Tỷ nữ chỉ tội Lý Quý Nhân là bà con xa với thái điệp. Tỷ nữ bên cạnh thuộc phi nương nương. Trong cung hầu như chẳng ai biết việc này hết. Đô tỳ cũng chỉ vô tình biết được. Điều này ta cũng đoán ra. Nhưng tại sao hoàng thượng lại đồng ý để ta điều tra việc này? Chẳng lẽ thời gian không còn nhiều nữa? Bán Hạ, cô nói cho ta biết số bản thuốc đó hiện đang ở đâu trước đi. Hòn Đông Bộ. Hòn Đông Bộ. Giữa cái rảnh của Hòn Đông Bộ, bên cạnh cây hoa trà. Đứng lại đó. Chuyện gì thế? Túc Thần Dương, tên này dành cơm tù của chị cô đương, vừa ăn vào đã trúng độc ngã xuống rồi. Cũng may chữa trị kịp thời, không nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi bảo bát cơm đó là cho Dương Mạc Nguyễn ăn hay sao? Dân. Dân. Túc Thần Dương. Túc Thần Dương, ngài không được vào đó. Không có chỉ dụ của hoàng thượng, không ai được phép vào. Túc Thần Dương. Túc Thần Dương. Túc Thần Dương. Dương Mặc Quyển. Dương gia, ngài không được phép vào. Dương gia. Dạ quân thanh. Mở cửa ra. Không mở. Dạ mở. Thank you.
Mụi không sao chứ? Mụi không trúng độc ở đâu chứ? Ta không có, ta không sao mà. Không sao là tốt rồi. Quynh vào đây là để hỏi ta việc này hay sao chứ? Dương, Dương gia. Bán hạ, sao cô lại trong tiếng lao? Túc Thần Dương vẫn còn nhớ Lô Tỳ. Sau khi Đương Đương gặp chuyện thì Lô Tỳ đã bị nhốt ở đây rồi. Túc Thần Dương, ngài nhất định phải làm chủ cho Đương Đương và ta. Làm chủ? À thì bán hạ bị nhốt trong tiên lao quá lâu, cô ấy không biết hoàng thượng đã trừng trị hung thủ. Tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng đã được an nghỉ rồi. Dám to gan xông vào nơi cấm địa như tiên lao, Túc Thương Dương, chẳng lẽ ngài muốn cướp ngục hay sao? Con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy bản Dương muốn cướp ngục chứ? Túc Thương Dương chắc hẳn rất rõ hậu quả của việc tự ý vào thiên lao. Dương gia, mời ngài theo ta. Cô ở đây chờ bản Dương. Dạ, dạ quân. Quay về. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy nghi hoặc. Túc Thương Dương trước giờ đều là con người điềm tĩnh, có khi nào đã bị Dư Mặc Quyển dùng mùa mê gì đó nên mới làm ra những hành động ngoài ý muốn này hay không? Tại sao Ái Phi lại nói như vậy chứ? Với những gì thần thiếp biết về Quân Thanh thì để ấy tuyệt đối không thể làm ra những chuyện quá mức như thế này. Khởi bẩm hoàng thượng, đã đưa Túc Thương Dương đến. Thần đệ tham kiến hoàng thượng. Túc Thương Dương, chẳng không ngờ rằng đệ lại ngông cuồng đến thế. Nơi quan trọng như tiên lao, sao có thể để cho đệ làm bừa như vậy? Tự đệ nói xem, mình đã phạm phải tội gì? Kẻ tự ý xông vào thiên lao thì phải chịu đại hình. Kẻ mang trọng tội thì lập tức xử tử. Lập tức xử tử? Để thật sự cho rằng trẫm không dám trị tội đệ hay sao? Nếu hoàng thượng muốn giáng tội thì thần đệ nguyện nhận phạt. Nhưng mà thần đệ có chuyện muốn báo. Vì ngày hôm nay thần đệ tự ý xông vào thiên lao là bởi vì trong thiên lao lại xảy ra việc hại người. Thiên Diện đại nhân, chắc ngài cũng nghe chuyện này rồi. Tiên chức không biết Túc Thân Dương đang nói đến việc gì hết. Có một nghi phạm sau khi ăn nhầm phần cơm của Dương Mặc Quyển thì bị trúng độc hôn mê ngay tại chỗ. Nơi cấm địa như thiên lao thì nên như một bức tượng đồng mới phải. Cần phải kiểm tra nghiêm ngặt những gì ra vào đó. Nhưng mà hôm nay lại xảy ra sơ sót lớn như thế, thật khiến cho người ta bất ngờ quá đi. Ý đệ nói là có người định hãm hại Mặc Quyển cô nương trong thiên lao của trẫm. Thần đệ không dám tự mình suy đoán, nhưng mà hoàng thượng có thể hỏi Thiên Diện đại nhân. Những chuyện này rốt cuộc là do sơ ý hay là có người cố ý hãm hại? Thiên Diện, việc này có đúng hay không? Đúng là có chuyện như thế. Hoàng thượng xin thứ lỗi cho sự sơ ý của thần. Thần sẽ điều tra rõ nguyên do. Hoàng thượng muốn xử trí Dư Mặc Quyển ra sao? Thần đệ không dám ý kiến. Nhưng mà hiện tại Dư Mặc Quyển vẫn còn trong thiên lao, đây là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Tin rằng chuyện này chắc hoàng thượng cũng không muốn thấy. Hết lần này tới lần khác để cầu xin cho cô ta, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Chỉ vì trả ơn, không có ý gì khác. Đại ca,
Chuyện là bỏ ra. Ngài có thể nói cho ta biết Túc Thương Dương bị đưa đi đâu không? Cô muốn biết hay sao? Nghe nói là bị đưa đến chỗ của hoàng thượng rồi. Tự ý xông vào thiên lao vốn dĩ là tội nặng, vì chuyện này mà hoàng thượng rất giận đó, bảo là phải phạt nặng. Vậy thì sẽ tránh ra, sẽ có hậu quả gì chứ? Hậu quả ấy mà, không phải bị đánh đập thì là tội chết thôi. Tội chết hả? Không được không được, đại ca. Chuyện đó, đại ca, ta xin huynh, huynh xin chỉ giúp ta. Bảo là ta muốn gặp hoàng thượng, được không? Ta xin huynh đó, gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đâu phải người cũng muốn gặp thì gặp. Đại ca, ta cầu xin huynh mà. Thả người. Thả người. Dân dân. Sao huynh nhìn bộ dạng này, huynh định sống dài hạn tại đây sao? Không có. Đi thôi. Ta không biết chúng phải đọc gì trong thiên lao nữa. Bây giờ ta chóng mặt quá. Không phải là bản chương nói với muội, muội bớt ăn đi thì hay hơn sao? Dù gì thì ta cũng vừa mới chịu cảnh lao tù, muội không thể dịu dàng hơn với ta được sao? Ta cảm thấy chỗ này của ta cũng đau, chỗ này cũng đau, đau khắp cả người. Ta cảm thấy có lẽ là ta bệnh mất rồi. Bệnh hả? Mùi nói là đau chỗ nào? Chỗ này hả? Đừng mà, đừng mà. Hay là đây? Đừng mà, đau ở đây hả? Hình như không đau nữa. Không đau nữa. Huynh định làm gì? Huynh không phải là định lợi dụng người khác khi gặp khó khăn chứ? Đừng nói gì hết. Ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Nhắm mắt lại đi. Huynh. Như mặt quyển. Tối ngày trong đầu của bụi nghĩ những gì thế? Sao nào? Mụ không lẽ là thất vọng rồi hay sao? Không hề, không có thất vọng gì hết. Thôi được rồi. Mụ không sao là tốt. Quân Thanh, tại sao hoàng thượng lại miễn tội cho chúng ta chứ? Để hết lần này tới lần khác cầu xin cho cô ta, rốt cuộc là có ý gì chứ? Chỉ vì trả ơn, không có ý gì khác. Được. Hiện tại mặt quyển cô nương rất được bất mãn, cố xem như là đã nhận được một bài học rồi. Chẳng có thể tha cho cô ấy. Nhưng mà tam đệ, đệ đừng đừng là Túc Thương Dương tự mình xông vào thiên lao xem thường luật pháp. Nếu như trẫm thả đệ dễ dàng như vậy, vậy thì còn đâu là luật pháp của đại thuộc ta? Thần đệ biết lỗi, cam nguyện nhận mọi sự trách phạt. Được. Trẫm niệm tình đệ còn đang bị thương, chỉ phạt đệ quỳ trước cửa cung, tự mình kiểm điểm hai canh giờ, đệ tự mình đi lãnh phạt đi.
Tại hoàng thượng khai ân, thần đệ cáo lui. Quân Thanh, hoàng thượng đã nói gì vậy? Không có gì hết. Hoàng thượng chỉ thảo luận với ta chính sự ở biên cương thôi. Bạch Quyển à, nếu như người mà muội yêu quyết định từ bỏ thân phận và quá khứ, muốn cùng với muội sống một cuộc sống bình thường giản dị, muội có đồng ý hay không? Ta có thể điều tra ra nương nương bị ai hãm hại, chỉ trông cậy cả vào đây thôi. Đương nhiên là ta đồng ý rồi. Nhưng mà trước đó ta còn một chuyện rất quan trọng. Để sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta nhất định mặc kệ tất cả, cùng với người ấy cao bay xa chạy. Đại ca, chẳng phải đã sắp xếp xong rồi hay sao? Tại sao Dương Mặc Quyển vẫn bình yên vô sự thế, lại còn được thả ra nữa? Đồ đã được đưa đến nơi, chỉ tiếc là bị một tên thái giám làm hỏng chuyện thôi, lại lãng phí mất rồi một cơ hội tốt như vậy. Gần đây nó thường xuyên ra vào cung, lần trước còn đến nội thị cục. Có khi nào đang âm thầm điều tra hay không? Không sợ gì hết, chỉ sợ lỡ như thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Giờ gần đây mắt của muội giật nhiều lắm. Trong cung có Tố Loan giúp chúng ta ngó chừng, nhất cử nhất động của Dương Mặc Quyển ở Dương phủ, muội phải trông chừng cẩn thận đó. Dân. Dương cô nương, chẳng phải cô vừa chịu khổ trong lao ngục hay sao? Sao không về phủ nghỉ ngơi, lại chạy vào trong cung làm gì chứ? Có lẽ thiên vị đại nhân đã quên mất, trước đó tử nữ nhận được ý chỉ của hoàng thượng, được quyền tự do ra vào cung. Bản quan vẫn nhớ chứ. Dương cô nương đã điều tra gì rồi hay sao? Không. Nếu điều tra ra được gì, ta sẽ trực tiếp bẩm lại với hoàng thượng. Có lẽ như cô nương vẫn chưa biết, gần đây ở trong cung hay bị mất những vật quý giá. Vì thế hoàng thượng đã căn dặn, những thứ ra vào cung đều phải được bản quan kiểm tra qua. Mong là như cô nương hợp tác cho. Đồ vật của phụ nữ ấy là thiên vị đại nhân không tiện kiểm tra đâu. Công chúa Hàm Nguyệt, Mặc Quyển muội muội, lần trước muội chuẩn bệnh cho ta, ta còn chưa kịp cảm tạ muội. Lần này Đình Đình cảm thấy khó chịu, lại phải phiền muội giúp đỡ. Công chúa Hàm Nguyệt, thiên vị đại nhân, nếu ảnh hưởng đến bệnh tình của công chúa Trường Phong, ngài gánh nổi trách nhiệm này hay không?
có tới 3 vị thuốc độc. Nguyễn Nhi, nguyên do cái chết của Bạc Tâm chẳng phải đã xác nhận từ lâu rồi hay sao? Lý Quý Nhân cũng đã bị xử tử, tại sao muội vẫn điều tra vụ án này? Do ta cảm thấy có điều bất ổn trong này. E là Lý Quý Nhân cũng bị người khác vu oan, hung thủ có lẽ là người khác. Không, không chỉ có một người. Bộ có chứng cứ gì không? Bà thuốc này là chứng cứ. Khi đó người nhà của Lý Quý Nhân phụ trách việc bổ sung thuốc cho kho thuốc trong cung. Bà thuốc này bị người ta cho mã tiền tử vào, nên mới khiến cho Lý Quý Nhân không còn đường chối cãi, dẫn đến quả diệt thân. Nhưng mà trong bả thuốc này mới còn phát hiện ra một loại kịch độc khác là Tô Thanh Phong. Vì thuốc này không phải là thứ có được ở Đại Tục. Nếu chỉ có một người hạ độc thì hắn hà tất phải mạo hiểm đến vậy, cho hai loại độc hoàn toàn khác nhau vào chén thuốc của tỷ tỷ? Có khi nào cái tình nghi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn hay không? Không. Trong bả thuốc này còn phát hiện ra một loại thuốc khác, phụ tử giao. Loại thuốc này giống chỉ không độc, nhưng mà nếu như người đang mang thai sử dụng quá liều thì sẽ lập tức bị sảy thai. Tỷ tỷ nghĩ xem, chỉ cần một loại như mã tiền tử cũng đã có thể lấy đi mạng của người khác. Hung thủ hạ tất phải làm theo bước này. Điều này chỉ có thể chứng minh kẻ hạ độc nhất định phải có hai hoặc thậm chí là ba nhóm người. Một cảm thấy ai lại ra tay tàn độc với Mặt Tâm đến vậy? Nếu là các phi tần, có lẽ là vì yêu sinh hận. Trong ba vị phi tần thì thần phi Hoán Thái Nhi khiêm nhường nhất, Lệ phi Diêu Tố Loan một lòng với hoàng thượng, Tục phi Dương Thắm yêu quân Thanh sâu sắc, ai cũng có thể là hung thủ giết hại tỷ tỷ. Còn có Dạ Hồng Dịch. Tỷ tỷ, nếu có thuốc sảy thai trong đây, ta cảm thấy đây có thể là do hắn làm lắm. Tại sao? Bạc Tâm từng kể với ta chuyện đêm đó của hắn và Dạ Quân Thanh. Chuyện đêm đó, Quân Thanh, Bạc Tâm, Bạc Tâm, Bạc Tâm, tẩu tỉnh rồi hay sao Quân Thanh? Là đệ hay sao Quân Thanh? Sao thế Quân Thanh? Hiện tại Hồng Dịch bị các hoàng tử khác vây bắt, lưỡi dao của phản tặc đã đến tận cổng thành. Trong thành đại trưởng sắp có một phen hỗn chiến, ta cầu xin đệ hãy cứu Hồng Dịch lần này đi. Tàu vất vả mấy ngày qua là để tới đây cầu xin cứu viện giúp huynh ấy. Đúng, ta phải bảo vệ cho Hồng Dịch, cũng phải bảo vệ cơ nghiệp và an nguy của bách tính Đại Thục. Đại Thục cần một vị minh quân. Đại Thục không chỉ có hắn là binh quân, Hồng Dịch đã là phu quân của ta. Ước nguyện của chàng cũng chính là ước nguyện của ta. Chỉ cần trong phạm vi ta có thể làm được,
quân thanh. Xem như ta cầu xin đệ. Đây là chiến thần của đại thục, chỉ cần lá cờ của đệ không bị ngã, có thể đứng ra ủng hộ Hồng Dịch đăng cơ, thiên hạ không ai dám không phục. Phải, quân ấy là phu quân của tẩu mà. Nhưng mà nếu như ta không cứu quân ấy thì sao? Vậy thì bạc tâm ta quyết sống chết cùng với chàng. Quá ra là đã đánh mất thì sẽ là cả một đời. Ngoại trừ đệ, ta chẳng biết cầu xin ai hết. Ta xin lỗi, đừng bao giờ nói xin lỗi với ta. Và quân thanh ta, nếu đã quyết định bảo vệ tẩu thì chắc chắn đó là chuyện cả đời, đến chết cũng không buông. Vậy là đệ hứa với ta rồi. Tẩu biết mà, trước giờ ta chỉ mong có cuộc sống nhàn cư, những phân tranh trong triều này không hợp với ta. Hôm nay ta đã hứa với tẩu rồi thì quyết sẽ không nuốt lời. Nhưng mà Mạc Tâm à, tẩu có thể đồng ý một lời thỉnh cầu của ta không? Mặc cho trong cung điều tiếng khắp nơi, ta cũng chọn xem như là không thấy. Nhưng mà Hồng Dịch, bây giờ cả chàng cũng đến thử lòng ta. Chẳng chỉ vô tình hỏi thôi, hoàng hậu sao phải nổi giận như thế? Hoàng thượng gọi ta là hoàng hậu, chàng muốn xa lại với ta hay sao? Nếu hôm đó không phải vì muốn cứu hoàng thượng, thần thiếp hạ tất phải lấy mạng của mình ra để ép Túc Thừa Dương xuất binh. Vậy nàng có thể giải thích rõ với ta, đêm đó nàng và Túc Thừa Dương đã xảy ra chuyện gì không? Ta và Túc Thừa Dương chỉ là cùng nhau hoàn thành một bức tranh thôi. Tranh? Nàng muốn trẫm báo cáo với thiên hạ đêm đó hai người ở bên nhau chỉ để hoàn thành một bức tranh thôi sao? Có ai tin đây? Người khác không tin thì mặc đi, nhưng mà Hồng Dịch, chàng không nên không tin tưởng ta. Nếu ta có gì với Túc Tư Dương thật,
thì chàng còn có thể an ổn ngồi trên ngai vàng điện hay sao? Được, trẫm tin nàng. Nhưng bây giờ hoàng hậu đang mang thai, trong cung lời đồn lan truyền khắp nơi, hoàng hậu nên hạn chế ra ngoài thì hơn, để tránh nổi giận hại thân. Ý miễn thái quá động chi sang sự. Nghỉ ngơi sớm đi, có thời gian trẫm sẽ đến thăm nàng. Hồng Diệp, muốn nghĩ gì thế? Ta tin tỷ tỷ. Muội nói gì cơ? Không biết tại sao ta luôn có sự đồng cảm không rõ với tình cảm của tỷ tỷ. Bỏ đi, có lẽ là do tâm linh tương thông giữa tiểu muội ruột thịt với nhau. Nguyễn Nhi, muội có còn nhớ Nam Dụ Mật Bảo lần trước ta có nói với muội không? Người dính phải Nam Dụ Mật Bảo, chỉ cần còn hơi thở thì người còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tại sao tỷ tỷ lại nhắc đến chuyện này? Trước đây khi Mặc Tâm còn sống, ta đã dùng trên người của muội ấy. Nhưng mà điều khiến ta cảm thấy khó nghĩ là từ khi biết Mặc Tâm qua đời, cảm ứng của ta với muội ấy chưa từng bị mất đi. Nhưng mà chẳng phải tỷ tỷ đã, nếu như Mặc Tâm thật sự đã chết, hơi thở của muội ấy sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà ta phát hiện ra hơi thở của Mặc Tâm trên người của muội. Ta sao có thể như vậy được? Nguyễn Nhi, muội nghe đây, bây giờ chỉ có hai khả năng, hoặc là muội là Mặc Tâm. Không thể nào. Nếu như muội không phải, vậy đồng nghĩa là Mặc Tâm chưa hề chết. Tỷ tỷ còn chưa chết. Chuyện này thật khó tin mà. Sao có thể như vậy được? Đây là mật bảo cổ xưa, vốn đã rất quyền diệu rồi. Nếu không phải như thế, ta cũng chẳng nghĩ ra khả năng nào khác. Chẳng biết trước khi nương nương nhập liệm, có thể cho thần phụ được gặp mặt lần cuối không? Theo ý của trẫm thì không gặp hay hơn, để tránh thêm đau lòng. Bà Nguyễn cô nương, trẫm có thể hiểu tâm trạng hiện tại của cô, nhưng mà hiện tại hoàng hậu đã qua đời rồi, trẫm không muốn bất kỳ ai đến làm phiền nàng ấy. Nếu trong đó có thuốc phá thai, ta cảm thấy rất có thể là do hắn làm lắm. Trẫm đã từng nói với cô, đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa. Tại sao? Cô vẫn muốn chen vào là sao? Hoặc là muội là Mặc Tâm, nếu như muội không phải, vậy đồng nghĩa với việc Mặc Tâm chưa hề chết.
Bây giờ là lúc nào rồi mà con mới về chứ? Mẹ, mẹ, sao vậy con? Có phải Đậu Hương Lan lại ức hiếp con hay không? Mẹ, mẹ có nhớ những chứng cứ chứng minh Đậu Thị tham lam coi thường dương pháp không? Nếu có thể tìm ra, nhất định có thể hủy diệt cả Đậu Thị. Mẹ có nhớ sơ sơ, trước đây cô từng nhắc đến một cuốn sổ, mẹ sẽ tìm ra giúp con. Mẹ, mẹ nhất định phải cẩn thận đó. Bạc Ly, mùi làm ta vợ mệt quá đó.
Mẹ. 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 Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ. Mẹ đừng dọa con mà. Mẹ ơi. Mẹ đừng dọa con mà mẹ. Mẹ tỉnh lại đi được không? Mẹ tỉnh lại đi mà. Mẹ. Chuyện gì thế? Vừa đến nhà đã làm ầm lên cả rồi. Mạc Ly bị làm sao vậy? Mạc Ly, mày bị sao vậy hả? Mạc Ly. Đầu Hương Lan, bà bớt ra vẻ đi. Ngoại trừ bà ra thì còn có ai có thể hại chết mẹ của ta? Không có bằng chứng mà ngươi dám ngậm máu phun người hay sao? Bà có dám nói bát thuốc này không phải bà cho mẹ ta uống hay không? Phải đó, chén thuốc này là ta cho ả uống đấy. Thì sao? Ta thấy mẹ của ngươi ngày thường hay mệt mỏi nên đã sai người hầm canh sâm cho ả, để cho ả bồi bổ thôi mà. Sao ngờ ả vừa uống vào thì đã ngã bệnh rồi chứ. Ta nghĩ đây rốt cuộc cũng chỉ là cái mạng hèn thôi, không dùng đổi thứ cao quý như vậy. Có một câu nói dễ nghĩ, không có bạn để hưởng chẳng phải đã ứng nghiệm rồi hay sao? Đậu Hương Lan, bà có tin là ta sẽ lột da bà ra không? Dữ lên rồi hay sao? Ta xem ngươi còn dám dùng sổ sách để lật đổ nhà họ Đậu ta nữa hay không? Ngươi nên biết, nhà họ Đậu ta cắm rễ sâu ở trong cung, lại còn có đứa con gái sắp lên làm hoàng hậu nữa, Diêu Mặc Uyển. Ngươi nhìn lại cái bộ dạng của mình đi. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Phải rồi, có một chuyện phải nói cho ngươi biết. Túc Thân Dương của ngươi khó giữ được mình rồi. Để ta xem sau này còn ai có thể che chở được cho ngươi. Mạc Uyển, sao khuya rồi mà con còn? Mạc Ly. Mạc Ly. Mạc Ly, đang bị sao vậy? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Cha, cha đừng có làm phiền mẹ con nữa. Mẹ đã ngủ rồi. Mạc Nguyễn, mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Cả đời này mẹ đã quá mệt rồi. Mẹ chỉ là đang ngủ thôi. Mẹ chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi. Cha đừng có gọi mẹ nữa mà. Mạc Nguyễn, con đừng có nói như vậy nữa. Con đừng có dọa cha. Đừng có làm ồn đến mẹ của con. Mẹ cần được nghỉ ngơi. Mẹ cần được nghỉ ngơi mà. Tại sao lại như thế? Mẹ, mình đi ngủ nha. Mình đi ngủ nha mẹ. Ta đã tạo nghiệp gì vậy? Mẹ, mẹ ngủ ngon nha mẹ. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chút nữa con sẽ đến tìm mẹ ngay. Mẹ chỉ muốn ngủ thôi. Cha đừng có làm phiền mẹ nữa mà. Mẹ quá mệt mỏi rồi. Cả đời này mẹ đã quá mệt rồi.
Điền Thất, mộ của Mạc Ly, phu quân Diêu Chấn Đình Lập. Mạc Ly, vi phu có lỗi với nàng. Mạc Quyển, chắc chắn con cũng đang rất là bất lực, cho nên mới không chịu tỉnh táo. Ngay cả mặt Tâm ở trên trời, chắc chắn cũng đang thất vọng vì cha. Đối đế thất vọng chi kỳ à. Cả đời Diêu Chấn Đình ta hầu như chỉ toàn sai lầm thôi. Năm xưa vì tiền đồ mà bỏ rơi vợ con, nương tựa vào nhà họ Đậu, một bước đi sai, cả đời lầm lỡ, cả đời nhẫn nhịn nhìn sắc mặt của người khác. Bây giờ được làm thừa tướng cũng chẳng thể bảo vệ người thân, khiến cho vợ con chết thảm, còn chẳng thể cho Mạc Ly một tang lễ đàng hoàng. Mạc Quyển, cha chỉ mong con có thể sống bình an khỏe mạnh, đừng có gặp phải cảnh như mẹ của con với tỷ tỷ của con thôi. Sau này cha nhất định sẽ trả lại công bằng cho con, mẹ và tỷ tỷ của con nữa. Cha, cha không cần lo chuyện của mẹ, con sẽ trả lại công bằng cho mẹ. Mạc Quyển, con không sao chứ?